Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi xem video của mình. Sau một thời gian vắng bóng thì bây giờ mình đã trở lại với một video ngũ cốc mới nè mọi người xem. Cái loại này khá là lạ nha, tại vì mình tìm cũng khá nhiều rồi mình mới thấy cái này. Hồi đó thì mình bảo là mình sẽ thử nhiều loại ngũ cốc của nhiều nước khác nhau, nhưng mà tới lúc mình tìm rồi xong mình thấy có vài loại mà hình như là mình cũng đã review hơi nhiều, hoặc là những loại đó nước ngoài siêu thị nó khá là giống nhau rồi á, nên là mình thấy cái này nè các bạn xem. Màu sắc thì đẹp. Theo những cái mà mình để bữa giờ thì là mọi người sẽ có xu hướng thích những cái sản phẩm nội địa Trung hơn. Nếu như mà nói đúng ra thì là sản phẩm của nội địa Trung lúc nào nó cũng chất lượng, nếu như mà mình biết á, nên là mình mua thêm một vài sản phẩm nội địa Trung về đây mình review cho mọi người xem. Quên giới thiệu mọi người, đây là lưu bị nha, lưu bị cho mọi người. Đây là camel của mình. Cái này mình mua giá mình mua lâu rồi, mình để review á, nhưng mà mình bận mất nên là mình lại quên mất là giá bao nhiêu rồi. Mình sẽ tìm mọi người để ra nha. Mình mua nó ở trên Shopee á các bạn. Đây, khối lượng tận của nó là 500g, là nửa ký. Màu sắc rất là xinh đẹp luôn, mọi người nhìn xem. À, tiện đường đây thì dạo này Đà Lạt thực sự rất là lạnh luôn á. Buổi tối mình về mà gió nó thổi nó muốn bay mình đi luôn, trong khi mình 50 mấy ký mà mình cảm giác như là mình sắp bay vậy đó. Nên là mọi người nếu có lên chuẩn bị lên Đà Lạt thì nhớ mặc áo ấm, hoặc là mình nghĩ là thời tiết bây giờ trên cả nước nó đều đang rất là lạnh, mọi người nhớ giữ sức khỏe nha. Khối lượng tận của nó là 500g. Mà đặc trưng của những cái sản phẩm nội địa Trung đó là cái vỏ kiểu này này các bạn. Nếu như mà mọi người có xem những cái video cũ của mình về nội địa Trung á thì cái vỏ nó mình cũng không biết nữa, nhưng mà nó dạng như đóng tiếp như thế này nè, chứ nó không có được đóng vô hộp kỹ đâu. Có cái sản phẩm đầu tiên á, cái lon mà nửa ký á thì nó là đóng vô hộp, còn sau này đa số là như thế này. Nhưng mà vỏ như vậy thì nó cũng đã chắc chắn rồi. Mọi người nhìn xem, nhìn như thế này thì chúng ta có thể đoán được đây là một sản phẩm ngũ cốc yến mạch trái cây nha. Nè, có bơ nè, dâu nè, xoài, mắm của trứng đó, kiwi đó. Các bạn có thấy chữ áp meal ở đây không? Đó, có nghĩa là yến mạch. Thì cái này là ngũ cốc yến mạch trái cây thập cẩm đó. Ở đây sẽ là bột yến mạch nướng trái cây hỗn hợp. Không phải là do mình giỏi giang mình tự dịch thì đâu, nhưng mà mình đã Google dịch trước rồi. Thì yến mạch nướng nó lại khác với cái yến mạch mà có nhiều sản phẩm mà yến mạch kiểu nó không có nướng các bạn, nó nguyên chất luôn á. Thấy yến mạch nướng ăn nó đỡ ngán hơn. Cái chữ mà xanh xanh này bên mình dịch ra đơn giản một cách rất là thuần Việt, đó là hướng dẫn sử dụng. Mà nếu như lo la các bạn nghe tiếng ù ở đâu đó thì là do trời gió quá, nên là cái máy của mình nó ù các bạn thông cảm nha. Nhiều trái cây ở trong một cái gói này và mọi người có thể ăn trực tiếp thì sẽ ngon hơn, nhưng mà cũng có thể dùng chung với salad hoặc là sữa. Thường thường á, những cái sản phẩm của Trung Quốc á sẽ có một cái hướng dẫn đi kèm. Thì sản phẩm này á sẽ hướng dẫn mọi người là sử dụng chung với sữa tươi hoặc là sữa chua. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho yến mạch ra, sau đó ngâm cho nước vào để cái yến mạch nướng của chúng ta nó có thể nở ra một tí. Rồi cho sữa tươi hoặc là sữa chua, chờ 2 phút và bắt đầu một bữa sáng healthy ở đây. Cái này mình thấy như là mô típ chung của các sản phẩm của Trung Quốc luôn rồi á. Ở đây là những cái thông tin về cái công ty sản xuất cái này. Trước đây á, mọi người nghĩ là đồ Trung Quốc nó rởm thế này thế kia, nhưng mà thật ra Trung Quốc này Trung Quốc kia đúng không, sẽ có những cái tốt và những cái không tốt. Thì mình ưu tiên sử dụng những cái sản phẩm mà bao bì đóng gói rất là kỹ lưỡng như thế này, có ngày tháng thông tin sản xuất đàng hoàng như thế này. Sẽ có nhiều cái sản phẩm khi mà nó hot quá thì nó sẽ có hàng F1, F2, FN chẳng hạn, nên là các bạn nhớ lựa chọn những cái chỗ mà mua bán uy tín nha. Thành phần là bột yến mạch nướng, hạt chi, trà là đỏ, bột ngô, chuối bào, đào vàng khô, đào vàng, đào đỏ, xoài khô, nam việt quất, nho khô, dừa, rất là nhiều. Giấy phép sản xuất này, tiêu chuẩn điều hành, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng là 12 tháng. Ngày sản xuất là ngày 21 tháng 3 năm 2020. Bên Trung Quốc lúc nào nó cũng sẽ in là năm tháng ngày chứ không phải như mình là ngày tháng năm. Nhà sản xuất này, địa chỉ ở tỉnh Hà Nam, số điện thoại có luôn nè các bạn. Điều kiện bảo quản của lòng bảo quản nó không ra tháng mát, nhắc nhở đối với ngũ cốc và các sản phẩm của chúng, các loại hạt và quả hạch có chứa, hãy cẩn thận nếu như bạn dị ứng với các sản phẩm sữa và các sản phẩm từ sữa cộng thêm những loại trái cây được ghi trên này. Đây là những cái lưu ý nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là quan trọng hết. Để nhiều khi mà chúng ta lựa xong rồi chúng ta lại quên mất là mình bị dị ứng với thành phần này hoặc là dị ứng với sữa gì đó. Ở đây nó sẽ có một cái bảng thành phần dinh dưỡng này mọi người. Thì như mình đã nói trong rất là nhiều video khác rồi đó, trên đời này không có cái gì ăn mà không mặc hết, trừ khi các bạn uống nước. Chỉ có nước là không calo thôi, còn toàn bộ như là những cái sản phẩm cái gì đó không calo thì nó không phải đâu nha. Mình sẽ dựa vào những cái năng lượng, mức năng lượng mà nhà sản xuất cung cấp cho chúng ta ở đây để chúng ta có thể tính toán được là mình cần một lượng
calo bao nhiêu một ngày để chúng ta có thể hoạt động một cách bình thường, ổn định và duy trì cân nặng hoặc là giảm hoặc là tăng. Hôm bữa mình có thấy một bài báo về việc tính khối lượng calo một ngày mà chúng ta cần tối thiểu để duy trì hoạt động. Mình sẽ tìm một cái công thức mình để ở đâu đây nè. Mọi người có thể dựa vào cái công thức này và link bài báo này để chúng ta tính ra là một ngày mình cần bao nhiêu và dựa trên cái lượng calo đó để tính cái calo mà mình nạp vào. Nói chung á là mình không có cần tính phải xuýt xa lắm đâu, nhưng mà mình sẽ dựa vào đó để mình nhẩm sơ thì một ngày mình có thể chia ra là ăn uống như thế nào hợp lý. Hoặc nếu các bạn chuyên về sử dụng ngũ cốc thì nó lại đơn giản rồi, tại vì nó có tính rất là rõ ràng ở đây. Nhưng mà nếu như mình tính như sản phẩm khác á thì nó cũng tốt thôi, và nó sẽ giúp cho mình giảm cân hoặc tăng cân tùy các bạn, chứ không phải là việc giảm cân hay tăng cân phụ thuộc vào việc các bạn ăn trước hay sau, ăn khuya có mập hay không này kia đâu, mà là mình tính vào cái lượng calo mà mình nạp vào á, nó ít hơn cái lượng calo tiêu thụ á, thì các bạn sẽ giảm được cân thôi. Có một số bạn nói với mình nữa là cơ địa ăn hoài không mập hay này kia, thì mình bảo với bạn ấy là một ngày bạn thử ăn mỗi bữa 2 dĩa cơm tấm xem, một ngày 3 bữa coi có tăng không. Thì các bạn kêu ôi ăn không nổi đâu, một ngày tao chỉ ăn 2 trái chuối. Thì hỏi sao mà nó mập được, làm sao mà mập. Ở đây nè, giá trị tham khảo trên 100 gram thì mức năng lượng là 1471 kilojoule. Mình đã nói trong nhiều video rồi, đó là kilojoule và kilocalo nó khác nhau nha. Chúng ta sẽ đổi ở đâu đây nè. Ở trong này sẽ có hàm lượng chất đạm, chất béo, chất xơ, natri nữa. Nói chung là một cái này là nửa ký, mà 100g sẽ có 1471 kilojoule. Lát mình sẽ đổi ra calo ở đây, tại vì mình không nhớ rõ thì mình sẽ không có dám đổi lắm. Mọi người dựa vào đó để tính nha. Giờ chúng ta sẽ tiến hành lột nó ra. Đó, các bạn xem ở đây nó rất là tiến bộ. Bình thường mình sẽ phải lấy kéo để mình cắt, thì đây nó có một cái máu ở đây, xong rồi mình xé nó ra. Trời, đúng là nữ nhi yếu đuối. Đấy, không biết là mình rồi xong các bạn kéo hư luôn cái khóa díp rồi. Ừ, mình kéo hư cái díp rồi. Đây là lý do mà mình bảo bụng về lắm, mà mình chắc mình cũng không lấy chồng với ai mà chịu nổi cái sự bụng về của mình. Đấy, kéo một cái hư cái díp. Nói chung là hư cái díp á thì mình đổ ra cái hũ mình đậy lại thôi, đúng không? Mọi chuyện nó đơn giản, nếu như mà mình nghĩ nó đơn giản chỉ có điều là mình đúng là bụng về thật sự. Nè, các bạn có thể thấy hơi tối, mình sẽ kiếm một cái ly để đổ cho các bạn xem. Mọi người có thể thấy không, nó rất là xinh xắn dễ thương. Nói chung là nó sẽ không có nhiều màu như những cái sản phẩm khác thôi, tại vì lúc mà đọc thì là trái cây nhiệt đới, như là chuối nè, cái này là chuối, cái này là trái cây sấy, cái này là táo đỏ. Cái táo đỏ này ngon tuyệt vời luôn các bạn. Từ cái hồi mà mình ăn hạt hướng dương tẩm dừa có cái táo đỏ là mình ăn táo đỏ thôi, nhưng mình để đâu rồi, ngon ơi là ngon, ngon thật sự. Mọi người nói chăng thì chị nên ăn thử. Trong này có nho nè, đó các bạn có thể thấy không, có nho, yến mạch, nói chung là vàng vàng á, nên mình cũng sẽ không phân rõ được cái nào là cái nào. Ở trong hình thì có cả kiwi nữa, để mình kiếm xem cái màu xanh xanh kiwi là cái màu gì. Có lẽ là nó lặn ở đâu đó, hoặc là ít quá nên mình không thấy, không để ý được. Đó, mình xem chuối nè. Cái này là chuối nha. Giòn. Mấy cái trái cây sả trong này nó được phủ một cái lớp màu trắng trắng. Mình nghĩ nó là đường bột. Trái thì dễ chịu, ngon nè, táo đỏ. Nhớ mấy cái trái mà dễ dẻo á, hay có hồi Tết ghê. Nhớ Tết quá, sắp Tết rồi. Táo đỏ nhiều. Cái táo đỏ trong này nó lại không mềm, nó không giòn. Cái táo đỏ lúc mình ăn hướng dương tẩm nó giòn các bạn. Mình thì mình ăn cái gì nó giòn hơn cơ. Cái này nó hơi mềm mềm. Chắc là do có loại giòn, loại mềm. Yến mạch. Cái yến mạch nướng này nó có bơ.
cái video y phẩm của mình á, tiện đường mình khoe luôn, đây ba ngón tay của mình là hai ngón rồi nha, cái này còn trắng trắng, ngón này thì lành rồi, còn ngón này nó nâu á, nó đen xì, tại vì sao? Tại vì nó lành rồi nhưng mà mình cứ lì xong rồi mình lấy cái tay của mình, mình nhấc đồ nóng xuống, đi không sợ xuống mà, nên là đó, cái vết chai nó lại thêm chai thôi, thôi kệ. Chứ sử dụng dầu mùa ô thật sự rất là tốt nha. Cái yến mạch này nè, các bạn có nhớ những cái video khác không, khi mà ghi là yến mạch nướng thì ăn vô nó sẽ rất là giòn, nó nhạt cà rụng. Nhưng mà cái này nó nướng mà nó tới một cái độ vừa đủ thôi, nó không có kiểu như là giòn cà rụng đó, ăn vừa đủ không có ngán. Mà nếu mình nghĩ cái này các bạn dùng chung với sữa chua hay sữa tươi thì đều rất là tuyệt vời luôn á. Nhiều trái cây nha, trái cây chiếm khoảng 35-40% luôn á, chứ không có phải là như một số loại mà ghi là yến mạch trái cây, nhưng mà thực chất là yến mạch tới 70-80% nên cái này trái cây rất là nhiều. Và cả trong cái bịch gốc của nó trái cây cũng nhiều nữa. Mình nghĩ là những cái sản phẩm mà yến mạch nội địa trung thực rất là nhiều, là nhiều. Quan trọng là các bạn thích ăn cái thành phần dùng chung với yến mạch là gì thôi. Chứ năng lượng đồ mình để ý rồi, mấy video thì nó cũng xem nhau á, nên là mình lựa coi là mình thích ăn chung với cái gì thì mình mua cái đó về. Quan trọng là phải tìm được một cái nhà phân phối chính hãng ở Việt Nam để đảm bảo là đồ ăn của chúng ta chất lượng. Cái này là nho này rất là nhiều trái cây luôn á, nó không đẹp đúng không, nhưng mà ngon. Và nếu như mà mình có nhà mình có trẻ nhỏ thì những cái món này rất là hút trẻ nhỏ, thường thường á ăn yến mạch sẽ rất là tốt, tại vì nó tốt cho hệ tiêu hóa nè, nó nhiều chất xơ nữa. Nhưng mà yến mạch nó lại khó ăn, nó ăn không thì rất là khó ăn luôn á. Nhưng mà sử dụng chung với những cái này nè, trái cây này, sữa nữa, sữa chua nữa thì tuyệt vời luôn, không em bé nào có thể cưỡng lại nổi, mình lớn mình còn muốn ăn nhiều mà. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình, nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhớ ấn cái chuông nha, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Nếu như các bạn có bất kỳ gợi ý về một loại yến mạch nào á thì cứ bình luận cho mình biết, mình sẽ cố gắng để quay review về cái loại đó. Như là trước đây có bạn nào đó đã bình luận về Atamil thì mình phải nhờ thông tin từ các bạn thì mình mới biết là có cái loại đó luôn á, mình đã review rồi, và đó là một loại của Việt Nam rất là ngon. Mình mong là sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn trong những video tiếp theo, và tạm biệt mọi người.